Trên xà lan này vừa xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Sau cơn mưa dông kèm theo sấm sét tối 19 tháng 5 năm 2018, một nam thanh niên làm việc tại đây đã mất tích trong nỗi kinh hoàng của những người ở lại. Thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Âu Thiên Vũ, 25 tuổi, quê ở huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Anh Vũ làm thuê trên ghe hút cát không biển kiểm soát trọng tải trên 300 tấn của ông Nguyễn Văn Đơ ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cùng với ba người khác. Gần 22 giờ đêm 19 tháng 5, xà lan đang ở khu vực gần cồn Phú Tân thuộc xã Phú Túc thì gặp phải mưa dông, sấm chớp dữ dội. Lúc này, anh Vũ và một người khác đang làm việc gần mép giữa xà lan. Sau một luồng sấm chớp sáng bừng cả mặt sông, anh Vũ đã mất tích. Ngay sau khi sự cố xảy ra, công an xã Phú Túc, công an huyện Châu Thành đến hiện trường và huy động đội thợ lặn suốt từ đêm 19 đến trưa ngày 20 tháng 5 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.